Ông cháu cắt tóc là gì ông cháu? Trên này ngắn ngắn bớt lại đi thì. Trên này nuôi dài xung quanh cắt ngắn ngắn bớt đi thì. Thôi nhá. Theo chú này bây giờ là lớn rồi nhá. Là chú sẽ tư vấn cho ông cháu quả đầu boy phố. Mai đi đâu? Mai đi đâu? Mai đi đến trường khai giảng hay là như nào? Chú sẽ cắt cho mày quả đầu boy phố nhá. Làm quả đầu layer bông boy phố để đến trường cho các bạn gái nhìn lãng mạn luôn. Lâu lắm không được gặp các bạn gái ở trường rồi đúng không? Ok, vào viện luôn, ngủ đây ông cháu ơi. Dậy đi ông cháu ơi, xong đấy. Ôi, sao đây ông cháu? Âm chưa? Ngoài ngắm kỹ em bảo âm chưa thì chưa gì đã đứng dậy rồi. Đẹp chưa? Đẹp, quá đẹp. Thế có bo đồng nào không? Thì cắt tóc thì không trả tiền à? Ai giả? À mẹ giả à? Rồi mẹ về tí vào mẹ giả nhá.